Rồi. Quý, bạn Phú wifi xài được chưa Quý? Dạ chắc rồi cô ơi. Rồi hả? Sao có view gì này chưa thấy vô ta? Con cũng biết nữa. Rồi thôi mình học hồi gì bạn sao hay hồi nào cũng vô trễ, hồi nào cũng đợi tôi nhắc trơn á. Ok ha. Rồi, giải quyết bài tập các Carbonate cho xong nè. Câu 34. Rồi, Quý là dùng cô đi Quý. Làm sao Quý? Dạ vẫn thích nói là nhìn chiếc phản Nhưng mà không còn. Với người ta đọc coi. là 2CO3 cộng cho Pa sẽ là 2. Là Pa CO3 cho nè xin lỗi. Rồi tủ nè. Rồi tiếp K2CO3. K2CO3 cộng cho BaCl2 BaCl3 cộng cho KCl cũng y chang luôn, tương bằng. Rồi. Đặt ý đi. Đẩy vô đâu? Cho ít cho số mol của Na2CO3 và y cho K2CO3 chỉ được theo phương trình là ít cộng y bằng 2,44 gam. Ôi mấy máy tính Vậy hả? kia. À, tự nhiên lấy môn cộng môn mà ra khối lượng ngộ nghe, tôi có dạy không? Để em bấm bờ lớn cái coi. Ờ, rồi bấm mà lớn đi. À, 106 Ờ, ít 106 ý. Rồi. kali 39 luôn không? Đúng rồi. Cũng cho 138 y bằng 2,44. X cộng y bằng 3,94. Ba phẩy chín bốn. Ủa sao kỳ vậy, lấy môn cộng môn Ủa? sao ra khối lượng? À, Đưa về quên tính môn đi, đưa về lượng. môn đi em, đưa về môn. À, vậy à. Ủa, PA là ở 137 em, Paris 137. Carbon 12, oxy 16. là 0,02. 0,02, vậy thì một phương trình em có gì? X cộng y bằng 0,02. Ừ, 0,02. Rồi, tìm đi dùm cô đi. Dạ là x bằng 0,01 y bằng 0,01. Mỗi cái là 0,01. Rồi, sao nữa Quý? Giờ thấy chương trình ôm đi đúng rồi, thấy chương trình để tìm thấy thích Thì thể tích BaCl2 bằng nhiêu Quý? Thầy có muốn gì Quý? anh là nhưng mà Vậy con là chị à,
Ừ, em nhầm cô. Con Rồi hột chị chi đi. nhầm gì? Con Rồi chi cho. hai. Dạ bằng không biết không một. Không có không một lớp. Không, đáp án là câu. Dạ đáp án là không ạ. Câu E. Rồi, bạn quý làm đúng rồi đó. Nhưng mà còn cách khác mà có thể làm nhanh hơn. Nhanh hơn như thế này. Đáp án phát hiện ra được cách khác. Đúng, cô cho điểm cộng nè. Không. Ai, bạn nào biết mà biết lên. Là cách này không có sai, nhưng mà có cái cách khác mà làm nhanh hơn. Tao tao có lượng trường Bảo toàn khó không lượng hả Hương? Hả Hương, không là bảo toàn sao Hương? không được con không Không có gì. có của là ACL với là ACL Rồi đúng rồi, nếu bảo toàn khó lượng mình phải có khó lượng của này phải không, hai muối này tại tổ mình có, bên đây mình có. Mình không có toàn khối lượng, mình sẽ bảo toàn gì ta? Còn một cái định luật bảo toàn nữa mình cũng thường hay gặp, đó là bảo toàn là gì đó, ngoài bảo toàn khối lượng ra, bảo toàn gì mà trong cái bài toán mà bài tập khử OCO, khử oxit kim loại cô chỉ với bạn đó, bảo toàn nguyên không phải bảo toàn điện tử. bảo toàn nguyên tố Bảo toàn nguyên tố. Bài này mình sẽ bảo toàn nguyên tố gì không? CL BE Bảo toàn nguyên tố bari được không? Trước phản ứng bari của em nằm ở BaCl2 nè. Sau phản ứng dạ BaCl3 này thì bảo toàn bari mình có được gì? Mol của CL2 bằng với mol của BACO3 không? Mà mol BaCl3 em có là 0,02 nè. Vậy thì mol BaCl3 cũng là 0,02 nè. Em tích mỗi cái nó cũng ra tổng là 0,02. Tại vì cái dạng này mình đâu cần biết mỗi cái là bao nhiêu đâu, đúng không? Mình chỉ cần biết cái lượng tổng thôi, mình không cần biết mỗi cái bao nhiêu hết. Cho nên mình bảo toàn nguyên tố bari cho nhanh. Còn bạn quý làm gì cũng đúng chứ không có sai, nhưng mà chỉ là nó hơi lâu thôi nghe, chứ không có sai nha. Rồi, bài này bảo toàn nguyên tố sẽ nhanh hơn. Rồi, 34A. Vậy bạn hơn một điểm cộng chứ mà không. cảm ơn con. Rồi, tới câu 35. Lọc, alo lọc. Dạ có Rồi, cô làm dùng câu 35 viên lọc. mình copy hai phương trình ở trên anh bài nãy được không cô? Tôi viết tay mà tôi copy thì tôi copy. N2CO3 tác dụng BACL Rồi đó. Rồi. ra BACO3 NaCl hai NaCl K2CO3 tác dụng BACL KCl BACO3 Rồi. là cũng đặt ít y luôn Cũng đặt XY hả? Nó là đặt XY vô đâu? Là vô muối hả? Phải không? dạ không cô đặt ra nè hai cho ba cái hai À, cho vô đây hả? Rồi, đặt vô XY. Rồi, sao nữa? ba Quy lọc. xong rồi giờ mình viết phương trình Lập hệ như vậy hồi nãy đúng không? lập hệ Số giống không nhỉ? Số giống luôn á hả? dạ y chang luôn Y chang luôn phải không? Y chang y luôn chang cái dòng 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 trên thôi con 1,6x cộng vậy thôi còn mấy nhiêu nè? 1,38 hả? 2 cộng 16 nhân 3 138y Rồi. bằng 2,44 nha. Còn cái tủa không giống hả? Cái khối lượng tủa không giống hả? À. 3,94 mà gọi phải 3,94 luôn. Cũng vậy 3 là sao? vậy. Dạ hình như vậy. 3.
mà 0,02 là x cộng y bằng 0,02. Vậy là mỗi cái 0,01 như hồi nãy luôn, Một. đúng không? Dạ. Rồi, vậy thế lên phải không? Thế lên tìm hai cái múi chứ gì phải không? Rồi, vậy cô thế lên trên trên tính nè, 0,01 nè. Rồi tính hai cái này cộng lại cho cô nó ra nhiêu. Chính xác càng có thuộc nguyên tử khó không? Dạ học dạ học. Natri rồi M23 Ôi, sorry nhá. Thấy cô thấy lên nhầm không? Nhưng thấy cô đã thấy lên nhầm hay không? không à, không phải cơ không Ừ. hề Cô thấy lên thì có thể số 2 nên phải nhân 2 lên. tính nghe bấm số 2 rồi đó. 3 cộng 35,5 rồi. Ra là 88,86 Bấm gì mà ra con số không giống ai chứ? 28,56 hả? dạ Rồi, thu ra kết quả khác. Phương đang nhiêu Phương? dạ sao cô? Khối lượng đó Phương, nè khối lượng hai muối này nè nhiêu? Ồ, 2,66 cô ơi. Bấm lộn vô cộng thì cũng nhầm. Em ra câu 2,66 ra câu A Ờ, thôi ra cô cô. em luôn. Đúng rồi, cô em mới đúng đó. Rồi, câu này còn cách khác làm nhanh hơn. Đó là cách nào đó cô nghe ơi. Đọc biết không? Chưa nghĩ ra Ờ, chưa nghĩ đây. ra đâu, bạn nào nghĩ ra đó cô nghe ơi. Ừ. Phương đâu không Đó. Phương? Hả? Bạn nào quyết định phát biểu hả? Yeah, là báo tàu liên tố. Ở toàn. Liên tố. Ở toàn liên tố gì nè? Paris. Bảo toàn Paris. Bảo toàn Paris. Vậy thì em sẽ có được gì? Mon Paris hay Paris trên A bằng cố BACO3. bằng 0,02 đúng không? Rồi sao nữa Phương? Là ngay cái C số mol của C L trừ trong BAC L2 là bằng 2 lần số mol của BACL2. Đúng rồi, Ủa? CL trừ trong BACL2 là 0,04 đúng. Rồi sao nữa? Ra là mình tìm được cái nồng độ ở cái tìm được khối lượng muối. Nhưng mà em màu lớn rồi sao em bấm? Phải không? Em đâu bấm được em màu lớn của muối đâu. Ví dụ em ra mol muối chung, em ra mol muối tổng là 0,04 đi, đồng ý luôn á. Rồi. Nhưng mà làm sao em bấm em màu lớn mỗi cái là bao nhiêu, em đâu có gom màu lớn lại được. Phải không? Bị dướng cho em mà lớn. Ờ, thế này sao nè? Thế
hay là đúng rồi nè, tới cái mức ở tầng Paris tìm được VCL2, em tìm khối lượng VCL2 được không? Được. Tính ngôi ra nhiều. Để ra 4,16. Khoảng 16. Rồi. Và sao nữa? À, mình đã áp dụng định luật bảo toàn khối lượng. Đúng rồi, mình bảo toàn khối lượng nha, bảo toàn khối lượng nó sẽ nhanh hơn. Rồi, đã bảo toàn khối lượng dùng cô y. Dạ là M hỗn hợp rồi. Cộng cho M BACL rồi. Bằng M kết tủa cộng M muối clorua. Rồi cái mình có số hết trơn rồi, giờ mình thấy được thôi phải không? Dạ. Chỗ hỗn hợp là nhiêu nè? Dạ là 2,44. 2,44. Đây sẽ là hai mình mới tính được nè, 4,16. Tủa là 3,94. Rồi em kiểm tra lại cái này nó có ra được số như của bạn không? Có ra được 2,7. Dạ ra. Dạ ra 2,66. Ra 2,66. Nhanh hơn, em bảo toàn nguyên tố rồi em bảo toàn khối lượng nhanh hơn so với việc em đặt ổn em giải hệ, đúng không? Tại vì em giải hệ sau em tìm mol mỗi muối để em phải bấm m lớn từng muối, em nhân lên em cộng lại nó sẽ lâu hơn là em bảo toàn nguyên tố rồi bảo toàn khối lượng. Mình chỉ giải hệ khi nó hỏi mỗi muối thôi các bạn để cái dạng ví dụ như là hỏi là khối lượng của muối natri cloro và kali cloro thu được lần lượt là, ý là muốn hỏi từng cái á, thì em sẽ giải hệ phương trình. Còn mà kiểu nó hỏi chung chung, nó hỏi tổng khối lượng á, thì bảo toàn khối lượng nó sẽ nhanh hơn nha. Rồi 35A hay không? Rồi tới 36. Rồi tới bạn Đạt là nhưng cô đi Đạt. Cô là ghi cái phương trình. Nhìn thấy cho hỗn hợp muốn các môn nát, ta không muốn nào biết muốn nào rồi mình ghi làm sao. Cho là mình ghi cái phương trình mà nó em ghi tổng quát đó, em ghi dạng tổng quát nha. Các môn nát mà tác dụng HCl tạo thành gì? Cô là tạo muối CL với CO2. Muối cloro, khí CO2 và cái gì nữa? H2O. H2O, đó ghi tổng quát vậy đó. Rồi đề hỏi gì? Khối lượng này hả? Khối lượng muối bên đây. Không. Thì có lẽ em phải có gì? Có số mol. Bài này không em tính mol được đâu. Bài này em sẽ không có tính mol của muối được đâu. Mà cho dù có tính mol được em cũng không có tính được m lớn. Em biết m lớn nhiêu mà em nhân lên. Không. Đạt cân bằng phương trình, cô Đạt mình chưa cân bằng phương trình đó Đạt, cái chỗ HCl này nè. Cô là 2 rồi đó. Vậy bây giờ nếu như không có m lớn để tính mo để nhân m lớn lên thì chỉ có nước là mình bảo toàn khối lượng thôi, đúng không? Tại vì mình bảo toàn khối lượng thì mình sẽ không cần quan tâm ở cái chất đó công thức là gì, mo là bao nhiêu, m lớn là bao nhiêu, đúng không? Được không Đạt? Nghe cô. Cho em kịp không? Kịp ý cô nói không? Dạ kịp. Rồi. Để con coi. Câu gì? Coi khối lượng của mấy chất còn lại nè. Phải có khối lượng của axit, khối lượng muối, khối lượng CO2 và khối lượng nước. Rồi từ từ.
giờ lần từ từ đi, có khối lượng của cái nào à? Có khối lượng của muối. Ờ, có muối rồi nè, 32,3, rồi điền lên đây, điền xuống đi, 32,3 gram. Rồi đâu lần cho cô mấy cái còn lại coi, axit CO2 với nước. Cho gì rồi nè? Cho V của Đúng rồi, vậy thì CO2 mình sẽ tìm được. N. N2 rồi, như bấm cô. Câu ra 0,3. Ừ, 0,3 mol. Vậy tính khối lượng CO2 được không? Để đâu? Ừ. Mười ba phẩy hai 13,2 gram. luôn. Chính xác nha, mở lớn 44 nha. Rồi 13,2 gram thì được khối lượng của CO2 rồi nè. Rồi nó có xi măng nước với HCl được không? Nhìn lên phương trình nhìn Dạ được. được rồi, sao tìm được khối lượng nước? Cô là ừ. Nó giống số mòn với Đúng rồi sao ha, muối cá muối ná là muối gì không biết, tức là muối của kim loại quá trị mấy không cần biết, nhưng mà mol CO2 và mol nước là luôn luôn bằng nhau đó ha. Vậy chỗ này tính mol khối lượng nước giùm cô ơi. cô là 5,4 gram. Rồi 5,4 gram. Rồi 5,4 gram. Rồi mol axit thì sao đạt này? Cô là nhân 2. Đúng rồi, bằng mol của CO2 nhân 2 vậy là 0,6 đúng không? Rồi Đấy. bấm mol lớn luôn, 22,5. 0,6 nhân cho 35, 36,5 phải cu mol được nha mấy bạn, gì nha mấy bạn có mấy bạn biết. Rồi cái này là 0,3 nhân 44 đó là 0,3 nhân 18. Rồi bấm khối lượng muối cá muối ná trả đáp án cho cô đi đây. Ghi cái số mol cho mấy bạn thấy cái số mol. Rồi, nhiêu? Cô Thì bằng nè, đúng không? Cộng nè, cộng nè. Rồi tìm chỗ này có bao nhiêu? ra 29 con. 29. Rồi. Các bạn khác cho xin đáp án. Hương, như Hương. Dạ em giống Rồi bạn. em giống bạn. Rồi 29. Đó. Em gặp dạng này ha là em sẽ đi bảo toàn khối lượng nha. Chứ không có cách nào mà để tính tìm được cái muối cụ thể mà tại cho hỗn hợp để biết bao nhiêu mà mình biết công thức nha. Rồi nhớ nhớ cái hệ số ha, CO2 với nước bằng nhau, axit thì gấp đôi, rồi gấp đôi nước CO2. Rồi 36C. Rồi tiếp 37. Tới Hương là dùng cô đi Hương. Na2SO3 cộng cho HCl. Viết 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 phương trình cụ thể hả Hương? Với đồng Dạ với tổng tổng quát quát thì Hương với tổng quát làm được được mà. Rồi Dạ muốn chất vô nát muối các vô nát rồi cộng cộng với HCl. Cộng 2HCl Cho muối cloro cộng cho CO2 cộng cho H2O. rồi Có 3,45 gam hỗn hợp muối carbonate. đây là 3,45. Ba phẩy mười hai muối cloro. Rồi
rồi có V của CO2. Ừ, muốn muốn tính thể tích thì mình phải có gì? Có số có số mol, vậy sao? Cái này nó tan khối lượng được. Đúng rồi, nó tan khối lượng. Bảo tan khối lượng được không? Dạ, yeah, được. Được, rồi làm sao đi được? Số mol của CO2 bằng với số mol của H2O và bằng 2 lần của số mol của HCl. HCl bằng 2 lần mol của cái này. Vậy bây giờ mình đặt ít là CO2 đi. Được không? Gọi ít là mol CO2, vậy thì chỗ này sẽ là ít nhân 44. Đúng rồi, chỗ nước sẽ là 18. Rồi, ít nhân 18 bên đây. Cái kia là 36 nhân cho 2 ít. Gì 36? 36? 36.5. Rồi, tìm ít cùng cô đi. Dạ. 36.5 nhân 2 trừ cho 48 11. Ra 0.03. 0.03. Vậy thì thể tích sẽ là không phải 672 lít. Ờ, các bạn kiểm tra dùm cô cái ít có ra 0.03 không ha. Vậy này nếu mình viết cụ thể mình giải hệ đúng không? Mình với cụ thể mình sẽ giải hệ để mình tìm CO2 mỗi phương trình là bao nhiêu. Nhưng mà vậy thì sẽ mất thời gian hơn khi với mình bảo toàn khối lượng ha. Rồi. 7D đúng không? Còn để cô phóng màn hình lên cho nó vừa vừa xíu à. Rồi tới câu 38. Rồi tới bạn Vi là dùm cô đi Vi. Dạ. Viết phương trình rồi. Viết phương trình. Rồi đọc phương trình cô viết nào. Dạ, CaCO3 cộng cho CO2. Ủa đâu có đâu, nung mà. Nung lên mà. Nói gì? Dạ, dạ CaO. Rồi, cộng. Cộng CO2. Rồi, cộng MgCO3. Đây là MgO. MgO cộng cho CO2. Thì tính số mol của CO2 bao nhiêu mol em? Vậy là 0.3. Rồi, còn để mol của chất nào được nữa không? Dạ không. Ờ không, có lượng hỗn hợp này là của hai cái không đưa gì mol được. Rồi mình thấy mol được phương trình được không? Dạ được. Ừ, thấy phương trình nào? Thế cái mấy cái hai phương trình. Đúng rồi, ừ, cả hai phương trình nó mới là 0.3, nghĩa là mỗi phương trình như mình không biết nhưng mình biết tổng là 0.3 đó. Ờ vậy giờ sao tính khối lượng chất rắn? Có biết chất rắn đó là chất nào không? Thấy phương trình nhiễm phân xong biết chất này là chất rắn không? Nè, CO. CO và mừng. Đúng rồi, nghĩa là mình phải tính tổng khối lượng của hai cái này nè thì nó sẽ ra khối lượng chất rắn A đó, khối lượng A gam chất rắn á. Vậy thì sao tính khối lượng hai cái đó? Đặt ẩn. Đặt ẩn, rồi đặt vô đâu nó luôn nha.
Dạ, nghe CAO, CAO. À, mình đặt là em. Là gì gì? Là lẫn gì vậy Vi? Lẫn ít đi. Ít, nét chữ A thì đừng nạt chữ A. Rồi, ít Y. Vậy thì xin qua đâu? Qua CAO 3 là ít Y. Đây cũng Y, cũng Y. Rồi lập hai cái hệ phải không? Ý lập, xin lỗi, một lập một cái hệ hai phương trình. Rồi lập cho cô ơi. Ít ít cộng y bằng bằng 0.3. Rồi một phương trình theo khối lượng. Ít cộng y cô sao máy em bị lắc luôn. Lắc hả? Nó bị cười giật cái luôn. Rồi thôi rồi được rồi. Vi đau thoát ra vô lại cái đường không Vi? Còn mấy bạn giật giật các bạn cũng hay thoát ra mấy bạn vô. Quý là dùm bạn đi Quý. Sao Quý rồi? Dạ, nghe cô. Tiếp bạn đi em, mấy bạn nó bị giật để bạn ra bạn vô lại. Nè, bây giờ một phương trình nữa theo khối lượng nè là cô ơi. Từ từ con, em mới đi vệ sinh đi. Rồi. Gợi ý luôn nè, khối lượng chỗ này nè. Bằng 6.8 nè. Dạ. Máy tính nhiêu ta? Sao? 108, 106 nè. Nào? Để em nhớ luôn. Ủa không, đây tôi bấm lại cái. Cái thuộc không thuộc nguyên tử hóa, nguyên tử nào nói nè, nguyên tử nào nói không nè. 100 ít. Đúng rồi, 100 ít cộng. Cộng cho 96 y. Chín mấy? Ủa mày. MG 24, MG có 24 à. Bà nhầm coi. Tốt tơ 3 là 60. Là nhiều. À, dạ cộng 84. Quá ha. Nhầm thôi. Rồi báo hệ cô đi, có ra nhiều. Dạ. Bằng x bằng 0.1, y bằng 0.2. 0.1 và 0.2. Rồi, vậy tính A dùm cô đi. A nè, nó sẽ bằng khối lượng của CAO cộng cho khối lượng của MGO. Rồi, CAO qua lại nhiều 0.1 và lớn như quý. Dạ. Nhưng mà lớn là... Ờ, 56, rồi cộng. Dạ, 40. Ờ, 40, rồi tổng ra nhiêu quý? Dạ, ra là 13.6. 13.6, câu B. Rồi, cái này còn một cách nữa, nhanh hơn, lẹ hơn rất nhiều. Ai biết? Bảo toàn khối lượng. Đúng rồi, bảo toàn khối lượng sẽ nhanh hơn. Rồi bạn nào mới đọc bảo toàn khối lượng, bảo toàn cho cô ơi. M của muối, sao nè? Nhiều phân ra hàm oxit kim loại cộng cho CO2. Vậy thì sẽ là M gam oxit cộng cho M của CO2 nha. Rồi thế vô thôi, muối cho rồi là nhiêu nè? Muối là 26.8. Oxit là chất rắn, là đi tìm nè, là chữ A nè. Còn CO2 mình có mol rồi mình tìm khối lượng thôi. 13.2. Đó bấm kiểm tra phải A ra 13.6 các bạn không? Dạ ra. Đó thấy không, động
hàng gì là nó ra luôn rồi, không có giải hệ gì trơn á. Rồi thường thấy mấy bạn hay giải hệ phải không, đọc đề vô mà thấy tính môn thế không được thì giải hệ thì thôi, đó cũng là một cách. Ví dụ như bây giờ mấy bạn làm vô, mấy bạn làm kiểm tra giải ra đáp án mừng muốn chết phải không, ở đó mà suy nghĩ cách này cách kia. Cho nên ví dụ như giờ học với cô thì cô chỉ mình để ý mình gặp cái dạng đó đó thì mình làm cái cách đó nó nhanh hơn để tiết kiệm thời gian ha. Còn cảm thấy mà ví dụ như giờ không suy nghĩ ra được cách đó luôn á thì thôi cứ giải hệ ha. Rồi 18B. Còn 38B. Rồi tiếp 39. Phương là dùng ủa tới ai ta? Phương phải không Phương? Bạn cô đi Phương. Dạ là mình chỉ cái tổng quát chương trình tổng quát phải không? Rồi cuối các cô nói. Cộng. Dạ cộng HCL ga muối clo rua ga CO2 cộng H2O. Rồi. Dạ là mình đổi số mol của CO2. Dạ là 0.03. Rồi. Dạ nó bằng 2 lần số mol nước. Nhưng tôi là 2 lần số mol nước ta. Nhìn nó hệ số có 2 đâu. Bằng số mol nước. Số mol nước thì là này 0.03 nhân 44. Dạ 0.03 nhân 18. 0.03 nhân 2 nhân cho 36 với 5. 0.06 luôn ha. 36.5 nhầm. Rồi. Vậy tính giùm cô luôn ơi, ra bao nhiêu nè. Đã ra 2.17 cô. 2.17, rồi. Số này số mình cần tìm ha. Cô B. Nhớ kiểm tra kết quả nha, họ có sai sót gì thì nói nha. Rồi, 39B. Tiếp 40. Tới Đạt hả? Đạt là những gì Đạt? Dạ cô. Muối carbonat, em muối carbonat của kim loại quá trị 1. Vậy mình đặt công thức chung cho nó là gì nè? Cô là ít CO. Ít CO3 hả? Tốt CO3 quá trị mấy? Ít 2. Giật cả mình phải không? Rồi, cộng HCl. Cộng sản phẩm cho cô ơi. Dạ, cô là ít CL với lại HCl với CO2. Rồi. Cộng bằng HCl là gì? 2. Xin lỗi. Đây cũng 2. Rồi xong rồi đó, rồi sao nữa? Tìm mol. Tìm mol CO2 đúng không? Nhiêu nào? Là 5 nhân 10 mũ trừ 3. 5 nhân 10 mũ trừ 3. Rồi. 0.0. Rồi, sao nữa? Áp cái muối không?
Rồi, có mol rồi, có khối lượng tìm. Rồi, tìm m lớn của X2CO3 bằng. Khối lượng, đúng không? Chia mol. Rồi, chia mấy này. 106 thôi. 106. Rồi sao mình biết là kim loại là gì và mình còn natri với kali nè, đúng không? Trừ cho carbon với oxy. Trừ cái oxy thì chia cho 2, tức là mình triển khai m lớn ra nè, thì nó sẽ là m của x, đúng không? Nhân 2. Rồi cộng cho cái góc carbonate là 60 nha. Bằng 106. Thì mở ít nó ra. Em và 23 vậy thì ít phải là NE cậu E đó. Nó cho sẵn quá trị rồi, dễ quá. Cái này nó còn một dạng là nó không cho quá trị luôn. Có nghĩa là chưa rõ quá trị, phải biện luận quá trị nữa, còn nó cho sẵn quá trị rồi. Thì em chỉ việc em tìm mà lớn thôi. Rồi được hay nhớ, nếu mình viết phương trình mình đặt công thức cho muối carbonat phù hợp với cái quá trị đề cho. Mình viết phương trình để cho sang mình xuyên qua mình tìm cách mình tìm m lớn của muối thì mình sẽ tìm được kim loại ha. Rồi 40A. Rồi, Hương là dùng cô Hương. Dạ, giúp phương trình. Rồi, giúp phương trình. Na2CO3 cộng cho HCl tạo thành NaCl 2 cộng NaCl còn CO2 cộng cho H2O. Nhập K2CO3 cộng cho H2O cân bằng. Bằng nghe, quên nghe. K2CO3 cộng cho HCl tạo thành KCl cộng cho CO2 cộng H2O. Dạ. CO2 cộng cho CaOH 2 lần tạo thành CaCO3 cộng cho H2O. Tính khối lượng, lượng kết tủa. Ừ, đúng rồi, tủa là CaCO3 đó. Là 0,3 mol. Rồi. Thì của CO2 là 0,3 mol. Rồi. Rồi lập cái tin. Thấy vô đâu đó. Vô Na2CO3 và K2CO3. Siêu qua CO2 là ít. CO2 là y. Lập cái hệ cho cô. Na2CO3 là 106. 106 y. Một ba tám y bằng 38,2 một ít cộng một y bằng 0,3. Anh nghe quá à, một ít cộng một y là ít bằng 0,1 đó. Nếu hiệu cô là x bằng 0,2, y bằng 0,1. À, 0,2 trước nghe chính xác nha. Rồi, 0,1. Rồi, tính khối lượng mỗi muối luôn dùm cô luôn. 0,2 nhân 106, cộng 0,1 nhân 138. Ủa, quên đâu có cộng đâu, hỏi mỗi muối nè. Là 21,2, 106.
Ủa vậy có đáp án hả ta? Khoan coi. Không, tại vì cô thấy đấy không phải 1 với 1.38 mà cô thấy không có 13.8 mà cô biết có đáp án rồi đó. Không bị sai đâu nghe. Ủa? Để em bấm lại. Bây giờ đáp án cô bị sai. Không phải 1 với 0.2. Đã ít. Đúng rồi, x bằng 0.1, y bằng 0.2. Rồi, sẽ lại không sao. 0.1, 0.2. Vậy là 10.6. Sao cô sơ, đúng không? Điểm cô 0.2 nhân 13.8 mới ra số này không? Nhân 1.38 là 27.6. Rồi, đúng rồi, nha. 41 sơ. Đó, cái dạng mà hỏi mỗi múi là em phải lập hệ thôi. Chứ bây giờ em bảo toàn khối lượng không có tính được mỗi mối. C. Rồi, tới bạn Vi. Vi là dùng cô đi Vi. Dạ. Dạ là đun nóng hai cái nó lên. Ờ đun lên phải không? Vâng. Nhìn thấy bài kia cũng vậy. Bạn em cũng làm dạng này luôn hả? Đấy, em cũng đun nóng nó lên. Ờ. Và ngẫu nhiên. Không biết nữa. Ví dụ mà ai có rơi vô câu khó hoài đừng có buồn cô nghe. Cô còn ngẫu nhiên chứ cô không có lựa. Có nhiều bạn á. Không, mấy bạn thì không có, không dạng nhóm 12 kìa, có các bạn kia cái câu mà dạng nhưng mà cho một nồi ý thì hỏi ý nào đúng, ý nào sai gì đó. Ờ mà cứ gặp hoài. Rồi, tiếp, cho nó lại. Tính số CO2 đi ra 1.5. Rồi. Sao? Để cho khối lượng oxy rồi nè. Đúng không? Cho khối lượng oxy, cho mol CO2 mà hỏi khối lượng hai muối, hỏi khối lượng hỗn hợp muối luôn. Vậy thì làm sao tính cho nhanh? Dạ. Em mờ muối bằng gì Vi? Nè em mờ của hai muối này nè sẽ bằng em mờ của mờ của hai cái oxit cộng cho mờ của nó bằng khối lượng ha, tổng khối lượng của các chất tham gia bằng tổng khối lượng của sản phẩm. Rồi thế vô thôi. Này mình đi tìm nè. Mờ oxit đề cho rồi. Ờ MCO2. Mẫu C là 12, 14, 16, các con 12. Nó ra 142 gram đó cô, câu E. Ờ, cái này là 44 nè, bạn kiểm tra kết quả ha, 142. Hồi nãy Vi ra rồi Vi vô hả Vi? Hồi nãy em lắc quá em đi ra rồi em vô được hả Vi?
Rồi mình sang silic là hợp chất của silic ha. Silic thì lý thuyết nhiều nhất, thôi nhóm tập trung nhất học lý thuyết cùng cô thôi. Rồi đầu tiên là mình tìm hiểu về silic trước. Silic là nguyên tố cũng ở nhóm 4E ha, đứng sau, đứng dưới carbon. Rồi silic Z bằng 14 là ví dụ cô có hình electron coi quý. Rồi. Quý đúng tiêu rồi. Lão. Với cô có hình em ra lão. Em một ít. Alo nghe cô ơi. Rồi quý cô gọi bạn Lộc rồi để bạn hỏi em phát biểu ý sao đi quý, tại cô không thấy tín hiệu của quý. Rồi. Dạ. Hai ớt. Hai bảy ba. Gì ba? Cái gì vậy? Có 4 e hồi quý, tự nhiên 23 quý. Ủa lọc, lộn nhờ. 26. Rồi, mới học lớp 10 bạn ơi, đó. 26, 3, ít 2. 3B. 3B, 2. Rồi, 14 rồi ha. Rồi, bạn quý xác định dùng vị trí đi bạn quý. Con nghe cô ơi. Vị trí của silic quý. Ô số mấy? Dạ. Ô số 14. Ô 14 chu kỳ. Dạ. Dạ chu kỳ 3. Nhóm. Nhóm 2. Cái gì nhóm 2? À nhà nhóm 4, nhóm 4. 4A 4B. Dạ. Nhóm 4A hay nhóm 4B? Để anh coi coi. Nhóm 4B. Nguyên tố B. Cái nguyên tố mẹ trong cuối cùng thì vô khối lớp B là nhóm gì? Nhóm chính hay nhóm phụ? Rồi. Nhóm chính ha, nhóm 4A. Rồi. Nhưng mà đúng rồi. Rồi, số oxy qua Phương. Yes. Dạ, số oxy quá là trừ 4. Không, cộng 2 với cộng 4. Tự như các bo ha mấy bạn. Mà số oxy quá của silic cái mức cộng 2 thì nó không có đặc trưng ha. Cái trừ 4 với cộng 4 là đặc trưng. Rồi không thì là đơn chốt nha. Rồi. Vậy thì vị trí và cấu hình em giống như cô các ý vậy ha. Ở tính chất vật lý thì silic nó có hai dạng thù hình là tinh thể và vô định hình. Tinh thể thì cấu trúc giống kim cương. Có màu xám ánh kim mà có tính bán dẫn. Chỉnh này sao tự nhiên này nhỏ xíu lên nào. Rồi, còn silic vô định hình thì là chất bột ha, màu nâu. Rồi. Còn tính chất hóa học thì silic có tính phi kim yếu hơn carbon là do cùng một nhóm ha, trong cùng một nhóm đi từ trên xuống dưới thì tính phi kim nó giảm dần, thành ra là silic nó tính phi kim nó yếu hơn carbon. Dạng vô định hình thì khả năng phản ứng cao hơn dạng tinh thể. Rồi dựa vào các mức oxy hóa có thể có của silic nè, dự đoán cho cô tính chất hóa học của silic thôi. Đạt. Là nó có oxy hóa là trừ 4 không cộng 2 với cộng 4. Nó thể hiện tính gì được nè?
cô là tính thử với chính oxy. Hợp phải tính thử hoặc tính oxy quá. Số oxy hóa của nó là trung gian, hay cho nên là nó thể hiện được hai tính luôn. Nó có thể tăng lên cộng 2 cộng 4 là tính khử. Có thể giảm xuống trừ 4 thể hiện tính oxy hóa. Rồi tính khử. Tác dụng với phi kim. Với clo thì xảy ra ở nhiệt độ thường. Tại vì clo là phi kim mạnh nhất mà, cho nên là nó sẽ tác dụng dễ dàng tác dụng với clo ngay ở nhiệt độ thường luôn. Tôi đọc sản phẩm cho cô ơi. Hương, đọc dùng cô đi Hương. Dạ, cô là SIF4. Rồi, cân bằng rồi. Giờ 2F2. 2F2. Rồi. Ok ha. Cái đoạn sâu sinh hóa của dạ. Lít trước và sau phản ứng dùng cô ơi. Giờ là trước phản ứng là không, sau phản ứng là cộng 4. Ok, rồi. Tác dụng với clo, brom, iốt và oxy. Tức là với những cái phi kim mạnh khác ha, thì nó xảy ra ở nhiệt độ cao. Rồi, đã đọc sản phẩm giùm cô ơi. Tới Vi. Dạ. Sợi CL2 CL mấy? L3. Mức cao nhất kể trên đây nó lên tới mức cộng 4 nè. CL4. Ờ, có mày thôi. Dạ là 2CL2. 2CL2. Rồi dưới đây Quý. Dạ, con nghe cô. Đọc sản phẩm giùm cô. Để cô là ớt tiêu 2. Ờ, cô 2. À, tiếp. Và với các cái phi kim mà cái mức độ hoạt động hóa học nó khó hơn. Ý là vì carbon nè, nitơ nè, lưu huỳnh nè. Thì xảy ra ở nhiệt độ rất là cao, đúng không? Như tác dụng với để cho silic mà tác dụng với carbon thì nhiệt độ khoảng 4.000 độ C đó. Làm sản phẩm cho cô ơi, Lão. Cô là sợi IC. 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 IC cộng 4, C trừ 4 ha. Rồi. Yeah. Vậy thì khi tác dụng với phi kim nó sẽ thể hiện tính khử ha. Rồi tác dụng với hợp chất. Trường hợp này, silic tác dụng với NaOH giải phóng khí hydro. Đọc sản phẩm dùm cô ơi. Tới Phương hả Phương, đọc dùm cô đi Phương. Dạ là RaNaOH2SiO3 cộng 2H2 cộng hydro. NaOH3 cộng với khí hydro. Thôi cân bằng cô nè. Dạ là 2NaOH2H2. Gọi tên được muối này không? Gọi tên được cái muối này không? Dạ hình như là natri silica. Gốc SiO3 hydro là gốc silica. Rồi đó là tính khử. Tính khử thì tác dụng với phi kim và tác dụng với dung dịch nào hết ha. Rồi còn tính oxy hóa thì cho nó tác dụng với kim loại nhưng mà ở nhiệt độ cao ha, tạo thành silic xô kim loại. Rồi ví dụ như đọc sản phẩm của cô ơi. Đạt. Cô là Mg2Si. Mg2Si. Mg2Mg đúng không? Magie silic xô ha. Ví dụ tác dụng với canxi thì nó sẽ là canxi silicua. Rồi nó có hai tính chất gì đó ha, tính khử và tính oxy hóa. Rồi tính khử thì tác dụng phi kim với hợp chất với dung dịch nào ha. Còn tính oxy hóa thì tác dụng với kim loại ha. Rồi trạng thái tự nhiên.
Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai sau sau oxy. Oxy thì nó đứng vị trí thứ nhất thì silic là vị trí thứ hai. Trong tự nhiên thì không có silic ở dạng tự do mà gặp ở dạng hợp chất. Chủ yếu là silic dioxide ở Io2 nè, các khoáng vật silica, amino, alumino, silica. Rồi ứng dụng thì mấy bạn đọc thêm trong sách giáo khoa ha, tìm hiểu thêm ha. Rồi điều chế. Để điều chế ớt y thì mình sẽ dùng các cái chất khử mạnh, ví dụ như kim loại mạnh như magie, nhôm này hay là carbon. Em khử cái oxit của silic ở điều 2 để thu được kim loại. Rồi, đọc sản phẩm cho cô ơi. Tới Hương hả Hương? Dạ, MgO cộng Fe. MgO cộng Fe bằng. Dạ, 2MgO, 2Mg. 2Mg. Rồi, đó là silic. Nói chung lý thuyết cũng nhẹ nhàng mà ha, không có gì. Nói chung silic thì chủ yếu là lý thuyết thôi, bài tập nó không có nhiều. Em nhìn thấy phần tính chất hóa học rồi đâu có gì đâu cho bài tập nhiều. Ví dụ như phần này đi, ví dụ như cho em khối lượng silic đi, hỏi em cho du kỳ mình thu được bao nhiêu gam muối, hoặc là bao nhiêu thể tích khí rồi chuẩn chuẩn, chỉ có vậy đó. Rồi mình xem hợp chất của silic. Đầu tiên là silic dioxide. Công thức hóa học là gì vậy Vy? Silic dioxide Vy. Dạ, ớt Io2. Rồi, một số cái tính chất mình tìm hiểu ha. Ớt Io2 là chất dạng tinh thể, nóng chảy nhiệt độ cao ha, 1713 độ C, và không tan trong nước. Rồi, tính chất hóa học thì ớt Io2 thể hiện tính chất của một oxit axit. Đặc điểm của nó là nó sẽ tan chậm trong kiềm đặc nóng, nhưng mà tan dễ trong kiềm nóng chảy. Hello, ở chỗ này dùng cô không? Rồi, vậy thì ớt Io2 vô NaOH sản phẩm là gì? Là oxit axit nè, tác dụng với kiềm nè. Quý, cao quý. Dạ rồi, đọc sản phẩm cho cô coi. Để cô là là gì quý? Ủa nãy nghe nó rõ lắm mà sao giờ gì nghe ngộ vậy? Cái tai phone sao vậy? Có chị cô. Rồi. Ủa sao giờ nãy sao vậy? Dạ. Rồi bình thường rồi. À, có bao nhiêu cô ơi? À, 2NaOH. Rồi bạn rồi tiếp. Một cái phản ứng đặc biệt của nó nè là ớt Io2 tan được trong axit chlorhydric nè. Lọc sản phẩm dùng coi. Lọc, lọc gì mới lọc? À, ra là giáo chị ngang cộng trừ những chi là SIS cộng nước ít y cộng lại f f 4 cộng với nước cũng bằng f 4 là chia là h f là 4 h f 4 h f chia ra bình hai nước. Rồi nhờ cái phản ứng này nè mà ứng dụng của nó là mình sẽ dùng dung dịch h f để mình khắc chữ và hình lên thủy tinh, tại vì thủy tinh của mình á phần chính là ớt Io2, mà cái đặc điểm của ớt Io2 là tan được trong HF nên mình ứng dụng là dùng HF để mình khắc chữ và hình lên thủy tinh ha. Rồi trạng thái tự nhiên thì trong tự nhiên ớt Io2 sẽ tồn tại dạng chủ yếu ở cát và thạch âm. Rồi ứng dụng thì sản xuất thủy tinh đồ gốm. Sao cái bài này nè, nó có cái bài công nghiệp silicate đó,
công nghiệp silica có nghĩa là những cái ứng dụng của cái muối silica trong việc điều chế ra thủy tinh, đồ gốm rồi đó. Nha mấy bạn đọc tìm hiểu thêm ha. Rồi vậy thì ở cái phần Rio 2 chỉ có hai cái phản ứng đặc quan trọng nè, đó là Rio 2 tan tác dụng được với kiềm, tan chậm trong kiềm nạc nóng nhưng mà tan dễ trong kiềm nóng chảy. Rồi với cái phản ứng ứng dụng để khắc chữ và thủy tinh, Rio 2 tác dụng với HF. Rồi mình sang acid silicic silicic. Rồi acid silicic là acid của Rio 2 á, thì công thức là gì vậy Phương? Cứ lại được câu hỏi công thức hóa học của acid silicic. Dạ là H2SiO3 nha. Rồi nó là chất ở dạng keo, không chất ở dạng keo và dễ mất nước khi đun nóng, như là khi em đun nóng thì nó sẽ bị mất nước đó. Chị biết được sản phẩm giùm cô không? Tới đã với giùm được không Đạt? Họ H2SiO3 mình đun lên nó mất nước thì nó tạo thành gì hả Đạt? Là mất nước phải không? Mất nước vậy thì nó phải tạo thành gì? Kim loại với ba giờ muối à? Còn lại cái phần oxit axit thôi, được không? Rồi khi mình sấy khô, thì axit silicic sẽ mất một phần nước, tạo thành một cái vật liệu xốp gọi là silicagen. Chắc biết mà hen, silicagen có nghe không? Có nghe, có từng nghe silicagen chưa? Mấy cái hộp hộp mà trong mấy cái hả sao không chưa nghe, chưa nghe hả? Trong mấy cái bánh trung thu mình ăn á, nó có mấy cái túi có hút ẩm á, không biết không biết mấy cái hút ẩm trong trong bánh trung thu mình chứ gì, không chỉ bánh trung thu mà là các loại bánh khác, nhưng mà nói chung nó tới hút ẩm là nghĩ tới bánh trung thu á. Đó là những cái hộp hộp đó, đó là silicagen á, nó nhiệm vụ là để nó hút ẩm á và hấp phụ nhiều chất. Rồi nên là những khi người ta hỏi em là ở trong cái bánh trung thu có một cái số gói hút ẩm, hỏi cái chất mà cái chất mà cái hộp hộp đó đó là cái gì, chất hút ẩm là chất nào, mình biết mình trả lời là silicagen ha. Rồi axit silicic là một axit rất là yếu, nó yếu hơn cả H2SO3 luôn, cho nên nó sẽ bị CO2 đẩy ra khỏi dung dịch muối. Điểm tức là hình dung là axit mạnh nè, đẩy axit yếu nè ra khỏi muối. Chị biết được sản phẩm gì không cô? Với ai ta? Hương hả Hương? Đồng dùm với Hương, ra gì Hương? Trên Na2CO3 cộng cho H2SiO3. Muối mới nè, axit mới là axit yếu hơn H2SiO3. H2SiO3 là chất cái gì biết không? Ừ. Chất rắn, chất kết tủa. Rồi phương trình này bằng chưa? Bằng rồi. Vậy thì lưu ý phản ứng này ha. Phản ứng này là phản ứng chứng minh H2SiO3 mạnh hơn, mạnh hơn axit silicic H2SiO3. Rồi muối silica thì muối silica là muối của axit silicic đó, nghĩa là axit silicic mà tác dụng muối kiềm thì sẽ tạo thành muối silica. Và đặc điểm về độ tan của muối silica là chỉ có muối silica của kiềm thôi là tan được trong nước, hiện natri kali DT rồi đó, còn lại là sẽ không tan.
Rồi học dùm cô cái thủy tinh lỏng. Thủy tinh lỏng là cái dung dịch đậm đặc của hai cái muối silicate này, hydro 3 và K2O3. Thủy tinh lỏng ứng dụng là để chế tạo kem dán thủy tinh hoặc là sứ. Rồi nói chung lý thuyết không à, mấy bạn học kỹ dùm cô lý thuyết đó, silicate thì thường sẽ xuất hiện trong đề thi và kiểm tra giới diện lý thuyết. Các bạn tính tới thì tính như là không có luôn á. Rồi làm dùm cô mấy câu trắc nghiệm này ha. Câu số 1 tới bạn Vi. Vi là dùm cô đi Vi. Dạ. Dạ câu C. Rồi xác định dùm cô số sinh hóa học câu C là bao nhiêu Vi? Vậy là cộng 4. Rồi xác định những cái hợp chất còn lại câu E. Vậy là trừ 4. Trừ 2. Đó, trừ 2 cộng 2. À. Bao nhiêu ạ? Cộng 2 oxy trừ 2. Rồi câu D. Trừ 4 không? Magie cộng 2 thì sẽ là trừ 4. Nên câu C sẽ là cao nhất. Rồi quay lại nha bạn Quý. Là dùng cô câu 2 bạn Quý. Dạ nghe cô ơi. Dạ cô là Na2SiO3 cộng cho CO. Ủa cộng cho CO đúng rồi, cộng cho H2O cộng CO3. Đáp án nào? Câu B. Câu B. Câu B. Cho axit carbonic đồng tác dụng với muối của axit silic thì nó sẽ tạo ra muối mới, axit mới nè, axit này yếu, axit này nè. Rồi câu 3. Tới bạn Ngô Lộc. Dạ, cô là dung dịch HF mới học xong ha. Mới học xong làm thấy có trớn ghê ha. Mà tới chừng lớp làm cái bắt đầu sao tùm lum thiệt tình luôn. Rồi, câu 4. Tới bạn Phương. Câu cô là câu cô đi cô đi nào chắc nha. Dạ dạ thì đâu cô, à không phải con mới đúng, không có tác dụng với HCl rồi gì vậy thì cô đâu có xin tác dụng với HCl đâu. Rồi tiếp câu 5. Tới Đạt là nhìn cô đi Đạt. Là câu câu Ê câu D. Ừ 1 2 3 4. Magie tác dụng với TiO2 là nãy điều chế Xy nè, điều chế kim loại silic nè, carbon cũng vậy. KOH thì tương tự với NaOH đúng không? Nó tác dụng với NaOH thì KOH là tương tự. Rồi HF là ứng dụng để khắc chữ thủy tinh nè. Chứ HCl là nó không phản ứng đúng rồi. Rồi câu 6. Các bạn Hương. Dạ câu 6 C. Nhôm, oxy và Mg. Câu 7. Tới bạn Vi. Dạ cô. Nào không tan em, không tan trong nước.
Không ai á cô. Đúng rồi, câu E hai oxit này là không tan trong nước đâu. Còn câu B là oxit nào tan được trong nước? Dạ CO2. Câu C. Dạ CO2. Câu đây là cả hai nha. Rồi câu 8 đọc kỹ nha. Tới bạn quay lại bạn Quý. Dạ. Con đây cô. Gas acidic cat có thể tạo thành cách nào? Dạ đun silic HCl2 với NaOH loãng. Nóng chảy, đúng rồi, phải nóng chảy nha. Rồi tiếp câu 9. Lọc thành phần của cát là HCl2. Rồi câu 10, thủy tinh. Bạn nào không biết thì có thể lật sách bài công nghiệp silicate ha, có công thức của thủy tinh. Phước. Dạ cô, lạ câu dạ câu D. Câu D này là của thủy tinh. Rồi câu 11. Đạt đi, câu 11 nè. Câu là câu câu C. Câu C đúng rồi. Rồi câu 12, cô hát qua trang này. Cô làm câu 12 giùm cô đi Hương. Dạ tất cả đều sai. Ồ, tất cả đều sai hả? Như câu A là nó không tác dụng được với chất nào. Chắc hết. À, trời ơi. Ủa? À đúng rồi. Nó câu A đúng rồi. Đúng. Dạ. Dạ. Ủa nè, NaCl3 có tác dụng với IO2 không? Dạ không. Không. Đúng không? Dạ không. Ở IO2 vô NaCl3 dạ. Đâu có phản ứng đâu đúng không? Rồi dạ. Câu B. Câu B là không có tác dụng với HCl. Câu C. Với HBR. Rồi vậy thì phải chọn câu D chứ đúng không? Đã đi qua nó tại dụng với nè hay sơ ba. Rồi câu 13 tới bạn Phi. Dạ. NaOH NaOH rồi nói cho cô nghe hiện tượng là gì hả Vi? Nếu em cho NaOH vô Na2CO3 thì hiện tượng là gì? Không phản ứng. Không phản ứng. Rồi cho NaOH vô Na2CO3. Hình như nó cũng không cần phản ứng. Đúng rồi, nhưng mà dùng Na2CO3 được. Không. Dạ. Cô B. Cô B rồi giải thích cho cô đi với em cho HCl vô Na2CO3 thì hiện tượng là gì? Nhìn NaCl cặp H2CO2 gì hiện tượng là gì Vi? Có kích đâu, màu xanh. Sao tới màu xanh đó cô nghe ơi.
Nhưng không có cái gì. Có khí CO2 đó Vi, có khí CO2 thoát ra, có sủi bọt khí, không? CO2 là khí gì? Còn HCl vô nè, HCl3 thì hiện tượng là gì? Nhưng cảm giác như nó không có phản ứng đó. Sao? HCl vô nè, HCl3 không phản ứng hả? Hồi nãy CO2 còn đẩy được mà, sao HCl không đẩy được? Được không? Nó là muối của axit yếu mà. Thì mình dùng axit lạnh mình đẩy. Axit yếu ra, bình thường. Cái gì đây? Nhìn là HCl cộng cho H. CO2 nó đẩy còn nổi mà thì HCl là dư sức luôn, đúng không? Này là phân tử nè. Thế là dùng HCl sẽ phân biệt được, một cái là có khí và một cái là có phân tử. Rồi câu B là đúng rồi. Rồi tiếp câu 14. Quý làm dùng quý. Dạ. Dùng câu coi. Oxit cao nhất có dạng là RO2. Vậy thì hợp với khí với hydro có dạng gì? Nếu hợp chất hydro là RH4. Đúng rồi, RH4 ha. Tại RO2 là nhóm 4 nè. Nhóm 4 thì trong hợp chất khí với hydro là bấm. Có trị 4. Rồi, phần trăm hydro bằng gì quý? Đọc công thức đi, triển khai cô ơi. Ở nó mình chia cho phần trăm rỡ cô. Mình để phần trăm hydro mình dự tính được mà. Hỏi suy gì rồi? Tôi tìm tính thế vô phần trăm rỡ. Thế phần trăm H cũng được nữa, thì H bằng gì? R. Trên đây phải là của H chứ. Ủa? Quay H. À, 4. Rồi với mẫu. R cộng cho R cộng 4 luôn. Rồi tìm R không cô. Dạ bằng 28. Gì thì chọn chỗ nào? Xin lỗi em. Xin lỗi mình đang học nguyên tử nói là 28. FO là 12. Lưu Quỳnh với Nito là không ở nhóm 4 rồi. Nhóm 4 thì có cái đáp án mình chỉ có các boy lớp thôi. Rồi 14A. Rồi 15. Tới Lộc hay Lộc? Đây cô Lộc. Dạ, mình viết quy trình mà về tác dụng như SiO2. Ra gì rồi? Dạ, ra là Si cộng với MgO. Hai Mg nó chỉ là hai Mg. Dạ rồi, bây giờ 4,5 6 gram tính số mol của magie. Magie là 24. Dạ ra 0,25. Rồi còn có ion 2. Silic 28. Dạ ra là 0,05. 0,7. 0, 7, 0, 75
không nghe. Dạ. Dạ chà. À. Rồi tiếp theo nữa quý ý sao nữa Lộc. Rồi. Vậy thì phản ứng sẽ tính theo chất nào? Nè là trước phản ứng nè. Ở tiêu hai sẽ là hết. Tính theo ở đây O2, tại vì em lấy 0.25 chia 2 nó ra nhiều. Dạ nó ra là 0.1. Còn 0.075 chia 1 thì là 0.075, nó vẫn nhỏ hơn đúng không? Nó đem này xuống rồi 0.075. Rồi siêu bên đây bao nhiêu nè? Không phải ba nhân hai lên em không phải nhân hai lên quên nhân hai lên không phải bốn không phải 0.75 nhân hai không phải 15 mà hả không phải không nha không phải ý 0.75 em bắt tiếp số không rồi dạ ra 0.75 rồi xin lỗi tạo hàm 0.075 à 0.15 rồi sao phản ứng MG còn lại là dạ còn không phải O2 dạ còn không phải không hết dạ 0.75 này kia là rồi vậy thì thể tích hydro thu được vậy thì thể tích hydro thu được là bao nhiêu vậy thì chất nào đã tác dụng với NaOH nóng chảy để sinh ra khí hydro dạ Xy Xy tác dụng NaOH có đúng nước rồi có nước mới cân bằng được cộng nước cho ra là NaSiO3 thì qua cộng hai NaOH hai NaOH rồi chia qua là 2H2 bằng chưa dạ rồi ha, SI mình thu được là nhiêu? Dạ yeah, SI là 0.075. Vậy thì khí hydro thu được sẽ là dạ 0.15. 0.15. Vậy thì thể tích sẽ là 3.305 3.3 sáng rồi câu D câu D rồi, 16 tới bạn Phương. Dạ là đựng trong Con giờ hả? Con D hả? Hay con B? Em biết thủy tinh phần thực hành phần chính là SiO2 đúng không? Thủy tinh là SiO2. Vậy thì người ta không đựng hóa chất nào trong loại thủy tinh. Không đựng được có nghĩa là cái hóa chất đó nó làm sao với thủy tinh? Thì không tác dụng được với thủy tinh. Ủa không tác dụng thì đựng được mà. Không tác dụng thì đựng được mà. Ủa con đọc đề sai con. Ủa không đựng. Mà con đọc hành đựng được. Đúng rồi. Tại vì hai cái chất này này nó tác dụng được với thủy tinh. Nhưng mà không tác dụng được thì nó gặp thủy tinh nó phản tạo thành chất khác tiêu rồi sao đựng được nữa. Thế là thủy tinh nó tạo thành chất khác á. Rồi câu 17 lớp
Tới bạn Đạt, chọn của mình Đạt. Câu là câu D. Câu D rồi, giải thích cho người ta sao chọn câu D rồi. Câu là HCL. Dùng cái này HCL. Rồi, HCL vô nè, 2CO3 hiện tượng là gì em? HCL vô nè, 2CO3 hiện tượng là gì? Có tủ, có khí gì không? Khí gì nè? Khí CO2, đặc điểm của khí CO2 là gì? Khí không màu, mùi. Không mùi luôn. Khí không màu, không mùi. Rồi HCl vô Na2SO3 hiện tượng là gì? SO2 đặc điểm khí SO2 là gì nè? Khí màu gì, mùi gì? Không màu, mùi hắc em, không màu, mùi hắc. Mùi hắc. Đúng rồi. Rồi HCl với H2O4. Tác dụng khó khăn không? Không phản ứng, đúng không? Không phản ứng thì gì trao đổi đâu có sinh tổ hay sinh khí gì đâu. Rồi HCl vô nè, A2DO3. Tức tủ H2DO3. Rồi còn HCl vô Na2O. Nó có mùi gì đó. Tạo khí có mùi trứng khói em. H2O tạo khí có mùi trứng khói. Rồi đáp án câu D đúng rồi. Câu 18, Tới Hương. Dạ câu E. Rồi câu 19, Tới Vi. Dạ. Em đọc cái đề. Ừ, rồi em đọc đề đi. Câu C nha. Em dùng câu C, rồi nó không nghe dùng câu C thì sao nè? Nếu em dùng câu C thì sao? Em cho nào hát đặt vô thì em loại được chất nào hay là em giữ lại được chất nào? Loại được chất SiO2. SiO2 tác dụng của nào hát đặt, đúng không? Tạo thành gì? Na2SiO3. Cộng nước mình mới học xong. Rồi, NaOH đã có tác dụng với Al2O3 không?
Dạ không. Có Al2O3 nó là oxit lượng tính, nó sẽ tác dụng được với NaOH tạo ra muối NaAlO2 cộng nước được luôn. À, chỉ có Fe2O3 là không tác dụng với NaOH đặc thôi. Cho nên là nếu như em dùng NaOH đặc á, là em sẽ loại ra được Fe2O3 nè. Lý do là hai chất này nó tác dụng với NaOH đặc, nó tạo thành dung dịch trơn rồi. Ờ, còn Fe2O3 là nó không phản ứng, vẫn là chất rác, em lọc em bỏ nó ra được. Rồi coi như là em loại được Fe2O3 ha. Thì còn H2O4 em dùng vô rồi em thu được chất nào? Người là SiO2 hả con? SiO2, em sẽ thu hồi lại được SiO2 và em thu lại được Lg. Lg23 có thu lại được không? Em nghĩ là không. Không. Cái Al2O3 em không thu lại được. Rồi vậy sao? Cái Al2O3 của em thêm cho vô NaOH đặc là thành là NaAlO2. Đúng không? NaAlO2. Rồi em cho nó vô H2O4. Được, phản ứng nó ra gì? Rồi cái Na2SiO3 hồi nãy vô H2O4 nó ra gì? Rồi làm sao để mình tách hai này ra? Bạn nào có ý tưởng như câu này nói cô nghe ơi. Chọn câu A. Chọn câu A rồi nói cô nghe tại sao chọn câu A vậy Hương? Dạ, dùng NaOH đặc thì loại ra được Fe2O3. Dùng CO2 thì loại ra được SiO2. Lý do CO2 loại được SiO2? Dạ, CO2 trong đó là có nước nữa. Ừ, có nước. Rồi sao nữa? Nên là nó sẽ tác dụng với SiO2 tạo thành không ra rồi coi. À, đầu tiên là nó tác dụng với NaOH mà nó sẽ tạo thành Na2SiO3. Rồi Na2SiO3 tác dụng với CO2 với nước là tạo thành Na2SO3 cộng cho H2SiO3. Đó. Lấy được Al2O3. Lấy được Al2O3. Rồi ok, đồng ý. Có nghĩa là bạn lấy CO2 này nè, bạn cho tác dụng với Na2SiO3 hồi nãy trong Na khi mình cho nguyên cái tạp chất này tác dụng với NaOH á. Rồi để bạn loại cái SiO2 ra dưới dạng H2SiO3. Rồi cho nên là bạn dùng câu A nha. Rồi câu A mới đúng gì nhá. Rồi câu 20. Rồi là những câu 20. Tới ai ta? Quý hả? Em cô có 20 quý. Dạ. Với Phương Trình. Với Phương Trình. Ở đây cộng cho NaOH cho ra oxy ổ này ra Na2 đi. Này có nước nữa ha. Ủa sao a dung dịch này rồi. Cân bằng than cân bằng hai cho hai NaOH hai hơn than. Rồi than có tác dụng với NaOH đặc nóng không?
Dạ. Còn không? Rồi hỏi gì? Rồi khí hydro là quý. Ờ, dạ tính số mol. À mol hydro nhiêu đấy? Dạ 0.6. 0.6 rồi. 6 đồng bằng đi ra được số mol của oxy lít là 0.6. Ủa? 0.3. Rồi. Ờ, xong rồi tính phần trăm. Ờ, tính phần trăm khối lượng của xe lít. Ờ, tự xuất phần trăm. Là khối lượng của xe lít, không? Chỉ giống khối lượng cổ. Chỉ lít là nhiêu? 28 em. Cái lượng không hợp. Milligram. Dạ bằng 42. Ờ 42. Rồi đây kiếm phần trăm khối lượng của xí lít thôi ha. Rồi. Sao câu này hay, câu này đơn giản chứ, nó nghĩa là em nhận định được silic tác dụng ở nào khác đạn nóng nhiễm phóng hydro, còn than không có phản ứng là rồi thấy mol vô tính thôi ha. Chẳng 42 luôn hả quý? Tức là ra số 42 luôn. Dạ dạ nó ra 42 luôn con. Rồi, ok ha, giải quyết xong bài tập silic luôn ha. Rồi, cho các bạn cái đề ôn chương nè. Đề ôn chương gồm 20 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Rồi, mấy bạn làm trước cùng cô ha. Để bữa sau vô cô ôn chương cho mấy bạn. Rồi. Rồi, mình nghỉ ha.